Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món vịt kho gừng. Thịt vịt kho ăn mềm, thấm vị đậm đà và không có bị hôi. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm vịt kho gừng đó các bạn, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là vịt ha. Thịt vịt đây mình có 1.3 kg nè, gồm cả thịt và đầu lòng luôn ha các bạn. Cái này mình nhờ người ta chặt ra giùm rồi. Về thì mình rửa sơ đi. Một lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn cái mẹo mình khử đi cái mùi tanh của vịt ha. Mình kho lên ăn rất là thơm ngon. Rồi ngoài thịt vịt ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm là gừng ha, cỡ khoảng 30 đến 50 gram gừng. Gừng cạo vỏ đi nha các bạn. Rồi khoảng 3 củ hành tím, 2 tép tỏi nha. Gia vị thì mình chuẩn bị là nước mắm, đường, muối và hạt nêm. Ngoài ra thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình hai thứ nữa. Thứ nhất là nước màu kho thịt, kho cá nè. Bữa trước mình có video mình chia sẻ với các bạn cách làm rồi đó. Bạn nào mà chưa xem thì nhớ để lại bình luận cho mình biết nha, để mình gửi cho các bạn video cách làm nước màu kho thịt, kho cá. Và cái nguyên liệu thứ hai đó chính là rượu mai quế lộ. Rượu mai quế lộ này thì mình cũng đã có video chia sẻ với các bạn rồi nha. Cái rượu mai quế lộ này công dụng chính của nó đó là nó tạo lên mùi thơm, và cái thứ hai là nó khử đi mùi tanh của những món như là vịt hay là bò, rất là hiệu quả nha các bạn. Thì bây giờ cái vịt này khi mà mua về mình rửa sơ đi ha. Thì bây giờ mình sẽ đi sơ chế. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết vịt vào trong thau nha. Tiếp đến đó thì các bạn sẽ múc vào đây cho mình đó là khoảng từ 1 đến 2 cái vá rượu mai quế lộ này. Rồi các bạn cho mình vào đây thêm là 1 muỗng muối nữa nha. Rồi mình sẽ bóp cái thịt vịt với lại muối và rượu mai quế lộ. Muối với rượu thì nó sẽ có tác dụng là nó khử trùng, nó sát trùng đó các bạn. Còn cái mùi mai quế lộ thì nó sẽ khử mùi tanh, mùi hôi của thịt vịt. Khi mà các bạn kho lên ăn nó sẽ rất là ngon nha. Sau khi mình bóp với lại muối và rượu xong rồi thì các bạn rửa lại ha, rửa lại cỡ khoảng 5-6 lần nước gì đó cho nó sạch luôn. Vịt sau khi mà mình đã sơ chế sạch sẽ đó các bạn, thì các bạn để cho ráo nước ha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành tím, tỏi và một ít gừng vào đây để mình xay cho nó nhuyễn ra. Nè, ít thôi, không cần nhiều đâu. Cho hết thịt vịt mình đã sơ chế sạch sẽ ha vào đây. Hành tím với lại tỏi và gừng xay á các bạn cho mình 1/2 thôi ha. Còn 1/2 còn lại một lát nữa mình sẽ cho vào sau, mình làm cái phần sốt kho á mình cho vào sau. Cho vào đây là 5 gram hạt nêm, 10 gram đường. Khoảng 1/2 muỗng cà phê muối ha, khoảng 2 đến 3 gram muối. Đây mình sẽ trộn đều lên và mình sẽ cho nó vào trong ngăn mát của tủ lạnh khoảng 30 phút nha các bạn, để cho thịt nó thấm gia vị. Cho vào tủ lạnh thì các bạn dùng cái màng bọc thực phẩm đó, các bạn bọc lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần sốt kho nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ cho mình vào đây là khoảng 1.5 đến 2 vá nước mắm. Nước mắm của mình dùng là nước mắm Nhĩ cao cấp bếp xưa, độ đạm là 40. Còn nếu mà các bạn dùng nước mắm độ đạm cao hơn thì các bạn dùng cỡ khoảng 1 vá nước mắm là vừa nha. Đây mình dùng cỡ khoảng 1.5 vá. Tương ớt thì mình cho nửa vá tương ớt nha, để cho nó lên cái màu đẹp. Về cái nước màu mà kho cá, kho thịt đó các bạn cho mình nó khoảng 10g đến 20g nha. Thường thì cái nước màu mình mua bên ngoài á, ăn nó hay có bị cái vị nó hơi đắng đắng á. Nên là nước màu thì mình tự kho, tự nấu ở nhà ăn cho nó ngon. Cho thêm khoảng 1 muỗng hạt nêm, một xíu tiêu, khoảng 3 muỗng đường. Và cuối cùng là 300ml nước. Nếu mà các bạn có nước dừa thì các bạn dùng nước dừa cũng được ha. Nước dừa thì ra cái thịt vịt nó sẽ ngọt hơn, nó ngon hơn. Thì ha, khuấy cho đều hết nha, tan hết gia vị đi. Thì đây là cái phần sốt kho nha các bạn. Rồi bây giờ đầu tiên thì mình sẽ đi phi hành tỏi và gừng cho nó thơm lên nha các bạn. Rồi khi mà hành tỏi với lại gừng mình nó thơm lên rồi đó, mình sẽ cho toàn bộ thịt vịt vào đây. Các bạn xào cho nó săn lại nha. Ở cái bước mà sơ chế vịt đó, nếu mà các bạn không có rượu mai quế lộ thì các bạn thay bằng rượu trắng cũng được nha. Nhưng mà rượu trắng thì nó cỡ khoảng 70% thôi. Còn rượu mai quế lộ thì nó sẽ thơm và nó khử được cái mùi tanh hiệu quả hơn. Rồi khi mà thịt vịt bắt đầu săn lại rồi đó thì các bạn sẽ cho cái phần sốt kho vào đây nha. Ok ha, bây giờ mình sẽ để lửa trên mức nhỏ chút xíu. Mình sẽ kho cỡ khoảng 25 phút nha các bạn. 25 đến 30 phút là thịt vịt mình nó sẽ chín và nó mềm nha. Thịt vịt của mình kho xong rồi nè các bạn ha, lên màu đẹp chưa. Cái nước đường của mình nấu ở nhà mặc dù là mới đầu nó không có đen đâu, nhưng mà khi mà các bạn kho xong thì nó sẽ lên màu rất là đẹp nha. Cái màu này nè, màu thịt kho nè.
Đó, đây là món vịt kho gừng nha. Đảm bảo với các bạn luôn là sơ chế đúng cách và kho theo cái công thức của mình á, là các bạn sẽ ăn thịt vịt rất là ngon và không có bị hôi cái mùi vịt nha. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món vịt kho gừng. Hy vọng rằng là các bạn đã thích món vịt kho này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.